những nét phác họa cuộc đời của thiên tài toàn năng nhất lịch sử. Ít ai biết, đằng sau những thành tựu về nghệ thuật, khoa học phi thường của Leonardo da Vinci là cả một câu chuyện bi kịch, tạo nên một sắc thái phức tạp cho di sản của ông. Ông sinh năm 1452 tại một trang trại thuộc vùng Tuscany, Italia. Là con của một công chứng viên có tiếng giàu có, nhưng cuộc sống của Leonardo trong những năm đầu đời rất vất vả và tủi nhục vì mẹ ông chỉ là một người hầu có địa vị thấp kém. Năm 1476, Leonardo bị bắt giữ với cáo buộc cùng 4 người đàn ông khác quan hệ tình dục đồng giới. Tuy nhiên, 2 tháng sau đó, ông đã được thả ra do thiếu nhân chứng. Sự việc này đã ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách của Leonardo, khiến ông có thói quen mua những con chim bị nhốt ngoài chợ chỉ để thả chúng ra. Năm 1491, Leonardo gặp cậu thiếu niên Gian Giacomo Cabrotti, người đã đồng hành với ông đến cuối đời. Vì cậu bé có tật ăn cắp vặt nên Leonardo đã đặt cho cậu biệt danh Salai, nghĩa là con quỷ nhỏ. Cách tiếp cận tiên phong của ông đối với hội họa đã phá vỡ các quy ước và khai sinh ra khái niệm sfumato, một dạng kỹ thuật tạo ra sự bóng mịn, được đặc trưng bởi sự pha trộn khéo léo giữa màu sắc và ánh sáng để tạo ra hiệu ứng ba chiều. Nụ cười của nàng Mona Lisa là đỉnh cao của nghiên cứu liên ngành nghệ thuật, khoa học, quang học và mọi lĩnh vực khác. Những nghiên cứu khoa học của ông đã vượt qua thời đại lúc đó, định hình trước các nguyên tắc khoa học hiện đại. Các nghiên cứu về giải phẫu của ông, được thực hiện với các chi tiết tỉ mỉ, đã tiết lộ những điểm phức tạp của cơ thể con người. Một số ý tưởng có tầm nhìn xa của Leonardo bao gồm máy bay, thiết bị lặn, bản vẽ giải phẫu, khái niệm quy hoạch đô thị, năng lượng mặt trời, máy tự động robot và thậm chí cả các kỹ thuật nghệ thuật như phối cảnh trên không. Ông qua đời vào năm 1519, ở tuổi 67 tại ngôi làng nhỏ Amboise, Pháp.